Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Các bạn thân mến để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot nhất trong ngày, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Vụ án tranh chấp danh quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng Trương Hằng đã chính thức khép lại với phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, dẫu đúng sai ra sao thì bản thân mỗi người đã phải trả cái giá vô cùng đắt và đáng thương nhất trong mắt công chúng chính là cặp song sinh vô tội. Sau vụ việc, Trịnh Sảng gần như mất mọi thứ, sự nghiệp, danh tiếng, hàng triệu người hâm mộ cuồng nhiệt và những hợp đồng công việc béo bở. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, một số người hâm mộ vẫn luôn âm thầm ủng hộ, hy vọng nữ diễn viên sẽ sớm trở lại làng giải trí. Theo tin tức mới nhất từ sina ngày 9 tháng 6, Trịnh Sảng đã bất ngờ có động thái đầu tiên sau thời gian dài kể từ khi kết thúc phiên tòa xét xử với Trương Hằng. Cụ thể, phía nữ diễn viên đã đâm đơn kiện một dân mạng có tên là Kim Mô Mỗ về những phát ngôn được cho là sai sự thật, xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm của cô trên mạng xã hội. Nội dung văn bản khởi kiện cho thấy, Trịnh Sảng, Kim Mô Mỗ và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Tâu Quang Bắc Kinh là những người có liên quan tới vụ kiện này. Trong đó, Trịnh Sảng sẽ đóng vai trò nguyên đơn. Rất có thể, cô sẽ xuất hiện ở tòa án tại Bắc Kinh trong lần triệu tập xét xử đầu tiên. Vụ việc của Trịnh Sảng bắt đầu từ thông tin về chuyện mang thai hộ, xuất mẹ tình cảm với Trương Hằng. Sau đó tiếp tục dính sáng tới chuyện tiền nong tranh chấp quyền nuôi con. Khoảng thời gian này, cô liên tiếp hứng chịu cơn mưa gạch đá, chỉ trích từ dân mạng mà không có lời đáp trả. Với hành động trở lại khởi kiện lần này của Trịnh Sảng, các fan của nữ diễn viên tỏ ra rất vui mừng và ủng hộ. Nhiều người để lại bình luận tán thành. Được đấy, từng người từng người một, làm tốt lắm. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra không mấy quan tâm, cười nhạo Trịnh Sảng bản chất đã không ra gì còn đi kiện người khác. Có vẻ như việc làm hiện tại của Trịnh Sảng là hành động cứng rắn, giúp cô giảm bớt tiếng xấu và nhận được sự quan tâm của công chúng, người hâm mộ. Thế nhưng liệu Phan Trung có đồng ý để Trịnh Sảng một lần nữa trở lại làng giải trí hay không? Cách đây một tháng, Trịnh Sảng đã thua kiện và quyền nuôi dưỡng hai con thuộc về Trương Hằng. Tuy nhiên, Nữ diễn viên yêu em từ cách nhìn đầu tiên vẫn sẽ có 1,5 tiếng đồng hồ để ở bên con mỗi tuần. Theo Trang Khuy Khuy thì sau vụ kiện, Trịnh Sàng phải đối mặt với số nợ khổng lồ, phần lớn là đến từ những khoản bồi thường hợp đồng. Được biết người đẹp 30 tuổi này đã vội vàng bán hết tất cả các bất động sản, trang sức và những món hàng xa xỉ phẩm, nhưng cũng không thể trả được hết số nợ. Mất hết sự nghiệp, lại còn từng đắc tội với rất nhiều người, vậy nên chẳng ai muốn đứng ra cho Trịnh Sàng vay nợ điều này càng khiến cô gặp khó khăn nhiều hơn. Theo trang bài chào cũng cho biết thêm, Trịnh Sảng ngoài việc phải đi điều trị tâm thần thì cô cũng tham gia vào lớp học nuôi dạy và chăm sóc con cái. Một đại fan của Trịnh Sảng mới đây cũng tiết lộ tình trạng của cô hiện tại đã tốt hơn nhiều. Sau bao nhiêu chuyện thì nữ diễn viên dần trở nên kiên cường, nụ cười cũng xuất hiện từ đáy lòng. Từng muốn bỏ rơi các con vậy nhưng trong thời gian qua, Trịnh Sảng cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh những đứa trẻ. Dường như cô đã có được thay đổi tích cực sau 4 tháng gặp biến cố. Rất nhiều người có thành kiến với Trịnh Sảng sau khi cô bị vạch trần chuyện mang thai hộ và bỏ rơi con cái. Tuy nhiên thì không ít người cho rằng Trịnh Sảng có thể phấn đấu thành một người mẹ đàng hoàng thì đây là một việc rất tốt. Ít nhất thì các con của cô sẽ có một môi trường trưởng thành trọn vẹn hơn. chúng mình là Bít. nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.